Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách cài Android Studio. Bạn vào tìm kiếm, các bạn tìm Android Studio, cái này là của Google. Android Studio. Thực ra thì cái clip hướng dẫn này nó cũng mang tính là ví dụ như cái người mà biết lập trình thì người ta cũng biết cài này, nên là mình sẽ hướng dẫn cho những người bắt đầu lập trình. Vào Google tìm kiếm Android Studio nè. Android Studio là một cái công cụ dùng để lập trình phần mềm cho cái nền tảng Android, cái hệ điều hành Android. Các bạn có vào cái trang web của nó nè. Đây là website của Android Studio. Thì nó tự nhận dạng luôn là mình xài Windows và 64 bit bằng nhấn tải thôi. Cái này là các cái điều khoản 14 chương gì đó đọc. Rồi nhấn đồng ý, tôi đồng ý. Tải. Cái file tải này nó 900 mấy mê. Đây là cái bộ studio thôi, nhưng mà sau đó nữa là chúng ta sẽ cài tới cái farm, cái bộ thư viện của nó nữa. Rồi các bạn cứ chờ cái file tải thôi. Rồi tải gần xong rồi nè, chờ xíu nữa. Thì cái việc tải này nó nhanh hay chậm là do cái mạng của mình thôi, cũng tương đối. Các mạng có cái mạng internet nhanh đó, thì cái việc tải này nó sẽ nhanh hơn. Nên mình sẽ hướng dẫn cái cách làm. Rồi, cái file đã tải xong. Rồi, xong rồi thì mình nhấn mở. Mình nhấn mở cái file này, hoặc là các bạn tìm tới cái thư mục download của Chrome nè, nó tải về máy rồi thì nó nằm ở máy á. Mình mở cái file lên, nhấn luôn ở đây luôn, mở. Nhấn mở ở đây thì nó sẽ chạy cái file cài đặt này nè, đó nó chạy lên này nè. Rồi mình chờ nó xíu nữa nó chạy tiếp. Cái này là máy tính hỏi có đồng ý cho cái chương trình Android Studio này nó chạy không. Tất nhiên là đồng ý rồi. Yeah. Đây là màn hình cài đặt. Mà chào mừng bạn đến với cái chương trình cài đó. Nhấn tiếp tục next. Cái thành phần chính của cái bộ cài này là Android Studio. Ngoài ra là nó có cái Android Virtual Device, là cái những cái thiết bị mô phỏng, thiết bị ảo á. Nó sẽ giả lập cái thiết bị Android cho mình luôn. Thì khi mình lập trình á, có thể là mình sử dụng một cái điện thoại Android để mình kết nối vô cái máy tính của mình chạy thử chương trình, hoặc là mình sẽ mô phỏng một cái thiết bị luôn rồi mình chạy thử chương trình trên cái mô phỏng đó. Nên là tiện thể thì mình sẽ cài luôn cái này. Tất nhiên là nó phụ thuộc vào cái cấu hình của cái máy tính của mình, nó chịu nổi hay không, nó có chạy được một cái mô phỏng Android hay không. Thì mình hướng dẫn cài luôn hai cái, hoặc là không không thì các bạn không có tích vô đây là được. Thành phần chính của cái bộ cài này là Android Studio, cài thêm Android Virtual Device, thiết bị ảo này. Đây nó báo dự trù cho mình là 2.6 GB. Next. Chọn vị trí cài. Ok, mình sẽ cài luôn cái vị trí mặc định luôn. Các bạn có thể chọn cái nơi khác tùy thôi, ví dụ như cài ổ D hay gì đó. Cài luôn. Tên. Hầu như là cứ để mặc định hết. Các bạn cứ next rồi install rồi các thứ. Rồi chương trình bắt đầu cài. Giải nén.
nhấn cái nút show detail này để mà hiện lên thêm cái chi tiết, detail chi tiết hiện lên cho vui thôi. Nó đang chạy cái này, cái file ABC gì đó. Cái việc cài đặt này là cái bước đầu tiên để chúng ta sử dụng Android Studio lập trình thiết bị Android nè. Cái website chính thức này các bạn có thể xem một số cái mẫu hoặc là cái ví dụ rồi. Rồi, complete xong rồi, cài xong rồi. Các bạn nhấn next. Rồi nó báo xong rồi, nó kêu là bạn có muốn chạy luôn không? Chạy thử không? Đánh dấu vô chạy luôn. Infinite. Rồi cái trang web này mình bỏ nha, cái trang web này xong rồi. Rồi lần đầu tiên chạy Android Studio thì nó hỏi là bạn có cái file cấu hình, nếu mà có sẵn có rồi giống như mình hồi trước mình có cài rồi hoặc là ở đâu đó thì mình chọn, còn không á lần đầu tiên mà chưa có gì luôn á thì mình chọn là không có import. Import setting là lấy lại những cái thiết đặt hồi trước mà bạn cài, thôi mình chọn không có import cái thiết đặt gì hết á, tại vì cài mới và cũng là lần đầu tiên luôn. Ok, ở đây nó là câu hỏi khảo sát, nó hỏi là mình có muốn chia sẻ cái dữ liệu cho cái hãng Google để nó thu thập thông tin để nó cải thiện nội dung, thì cũng tùy thôi, bạn có thể là đồng ý chia sẻ cái số liệu thống kê dữ liệu cho hãng Google hoặc là không. Rồi là chia sẻ cái nội dung này mình chia sẻ để hãng Google người ta cải thiện thêm về chương trình, thôi mình chọn có đi không sao. Còn hoặc là các bạn không thích thì các bạn chọn không. Tất nhiên là cái này nó hứa là sẽ tuân theo cái quy định chính sách bảo mật của nó. Rồi ở lần đầu tiên chạy thì nó sẽ hiện ra cái màn hình giới thiệu là các cái thiết bị Android chạy trên các cái nền tảng nè. Nó hỏi là bạn có muốn tùy chỉnh cái Android Studio theo cái sở thích gì không? Cái này là chọn bình thường luôn, còn custom là theo ý của mình. Thôi mình chọn bình thường cũng được. Nó hỏi là cái giao diện bạn muốn màu đen hay là bạn muốn màu trắng? Tại vì tùy, có những bạn lập trình ngồi máy tính nhiều á, cái màn hình màu trắng á, nó chói mắt quá. Nên là các bạn sẽ chuyển qua cái màn hình màu đen, hoặc là các bạn lập trình buổi tối thì nếu mà cái màn hình màu trắng á, thì nó sáng quá đau con mắt. Mình thì thường nói chung là những cái minh họa thôi nên là mình sẽ chọn màu trắng. Đây là những cái nội dung nó sẽ cài. Bạn xem lại những cái sẽ cài nè. Nhấn hoàn tất. Hoàn tất cái thiết đặt này nè, xác minh những cái thiết đặt này. Ok. Bây giờ là Android Studio sẽ bắt đầu cài những cái component, là cái thành phần của nó. Lúc nãy là mình cài cái nền tảng, cái lõi, giống như là bạn cài cái nhà, xây ra cái nhà xong bắt đầu là nó sẽ dựng lên những cái tính năng, những cái component, những cái thành phần, rồi mình mới bắt đầu bắt tay vô mình lập trình được. Thì cái việc cài đặt này thì đầu tiên là nó tải về xong rồi nó cài, nó chạy thì cũng nhấn vào cái nút show detail này để xem chi tiết. À, đây là nó báo là thiếu cái SDK. Thiếu SDK, Java SDK rồi. SSL
Thôi nhấn thử lại chứ sao giờ. Đa số cái việc này nó sẽ tự động đó. Đó nó vừa mới qua cái SDK rồi đó. Rồi nó tải nè, download xong rồi giải nén xong rồi cài, xong download giải nén cài các cái thành phần lúc nãy nó liệt kê cho mình đó. Cái này nó báo là Android 30 thiếu. Thôi ok thử lại luôn, thử lại Android 30 luôn. Đó nó tải thành công, nó lại giải nén. Có thể là do cái quá trình download của mình hoặc là do cái mạng của mình nó chập chờn hoặc là do vấn đề nào đó, nhưng mà tất cả đều có chi tiết cái lỗi nó sẽ báo ra cho các bạn. Nếu mà mạng của các bạn nhanh và ổn định thì cái việc này, cái thao tác này mình sẽ chờ ít hơn, còn mạng lâu nhiều thì chờ nhiều. Cái giai đoạn này hầu như là cũng chờ hơi lâu đó. Đây là cái lần đầu tiên nó sẽ tải về những cái thành phần của nó rất là nhiều. Nào là SDK rồi những cái mô phỏng, những cái thư viện của nó. Giống như là nó sẽ tải giống như giờ nhà vậy đó, kéo từ trên mây kéo về máy bạn. Rất là nhiều. Để cái thanh giai đoạn là giai đoạn kéo đây. Thì cũng hơi lâu. Chủ yếu là chờ thôi, nhưng mà các bạn phải để ý, nhiều khi nó báo lỗi này nọ, lỗi kia đó. Đó nó chạy đó. Nó chạy các file này file kia, rồi bắt đầu giải nén. Giải nén cái file lúc nãy tải về, xong rồi nó cài, xong rồi nó lấy file khác. Chủ yếu là chờ thôi. Cái mạng nếu mà nhanh hoặc và cái máy nó mạnh thì nó sẽ chạy nhanh hơn, tải nhanh hơn, giải nén nhanh hơn. Ví dụ như đây là đang giai đoạn giải nén nè. Thì nó sẽ máy nhanh, máy mạnh thì nó giải nén nhanh hơn, chạy nhanh hơn. Rồi các bạn chờ cái giai đoạn này xong nha. Cái mạng của mình thì nó lại báo cái lỗi khác, nhưng mà không sao, mình cứ nhấn tải lại thôi. Do nhiều khi cái mạng, tại vì cái này nó tải từ nước ngoài về nên là đôi khi cái mạng cũng chập chờn nha. Cứ nhấn thử lại thôi, thử lại là thành công. Lúc nãy giờ thử lại thôi. Này Atom 86. Này x64. Đó, x86 nó lại thành công. Rồi, chạy xong các bước này rồi. Cái màn hình hiện ra cái nút Finish. Xong, hoàn tất. Đây là cái giao diện đầu tiên của Android Studio. Cái màn hình chào mừng lúc mà bạn mới mở lên. Ok, mình sẽ lấy nó ra màn hình đã nha. Android Studio. Copy cái biểu tượng này ra màn hình cho dễ. Đây, mỗi lần các bạn mở thì các bạn nhấn vào cái biểu tượng Android Studio là nó sẽ mở lên. Mình sẽ thử tạo một cái project, cái dự án mới trắng để xem cái giao diện của nó. Nó hỏi là dùng thiết bị nào. Phone đi. Và một số cái mẫu có sẵn nè. Thôi mình chọn cái này đi. Cái có cái nút lui với lại có nút dấu cộng menu nè. Tùy nha, các bạn sẽ nghiên cứu về những cái màn hình giao diện activity nè, những cái màn hình thao tác. Mình sẽ chọn cái cơ bản basic nè. Đây là tên của cái ứng dụng, tên cái phần mềm của mình.
cái package name là cái tên đóng gói của nó gồm có chữ và có dấu chấm rồi tên của nó. Ví dụ như mình viết một cái phần mềm là kế toán Việt Nam đúng không, thì mình sẽ chấm com này, xong rồi chấm kế toán, xong rồi chấm Việt Nam rồi chấm kế toán. Đây các bạn có thể hình dung nè, ví dụ như My Application là tên của cái ứng dụng thì nó sẽ nằm ở cuối nè, phía bên phải, rồi tới cái tên lớn hơn nó, rồi tên tên chấm com. Cụ thể ví dụ như bây giờ mình muốn viết một cái ứng dụng cho Google đi, mình minh họa ví dụ thôi nha. Ví dụ như Google game gì đó đi, game EO đó, game EO rồi của hãng Google.com. Vậy là các bạn sẽ nhìn vô là package name là com.google xong rồi .game.io. Mình làm cái game khác, ví dụ như mình làm cái game HI thì nó sẽ là com.google.game.hi. Cái package name này nó sẽ không có trùng nhau, nó giống như là cái số chứng minh nhân dân của cái ứng dụng, tên ứng dụng. Cái này là nơi lưu trữ, nơi cái thư mục mình lưu cái mã nguồn. Ngôn ngữ lập trình, các bạn sẽ sử dụng ngôn ngữ lập trình nào để viết cái ứng dụng Android này? Ngôn ngữ Java, ngôn ngữ Kotlin. Mình chọn Java đi. SDK. Cái API này á, là cái nền tảng của cái hệ điều hành Android, thì nó sẽ gợi ý cho mình. Hiện nay cái Android mới nhất á, là Android 30, nhưng mà nó lại báo là chỉ có khoảng dưới 1% thiết bị là sử dụng thôi. Những cái API này nó khác nhau chỗ nào là mình sẽ, nó có một số cái thư viện, thì ví dụ như thư viện cảm ứng vân tay chẳng hạn, nó mình ví dụ ha, thư viện cảm ứng vân tay thì kể từ Android 7 trở lên thì mới có. Như vậy là mình phải chọn, bắt buộc mình phải chọn cái từ API 24 trở lên. Cái này là minimum, nên mình phải chọn 24 trở lên. Mình chọn cái loại càng thấp á, thì nó càng nhiều thiết bị thông dụng nè, nó càng xịn, nó càng nhiều cái tính năng, những cái hàm để mình sử dụng. Nhưng mà bù lại á, mới quá thì ít người dùng. Nên là khi mà các bạn lập trình, cái việc các bạn chọn cái nền tảng, cái SDK API này minimum này nè, cũng là cái câu chuyện. Thực ra các bạn chọn rồi, khi mà trong quá trình lập trình á, mình sử dụng những cái hàm mà cái phiên bản nhỏ quá không có, thì bắt buộc mình phải kéo nó lên phiên bản lớn hơn, cũng tùy thôi. Thì hiện nay á, cỡ tầm khoảng Android 8 là thông dụng. Cái Android 16 này là tới 90 mấy% thiết bị có thể chạy, bởi vì các bạn á, những cái điện thoại mà sử dụng Android 8 á, thì tất nhiên nó sẽ chạy được cái bản cũ hơn. Đó. Nhưng mà cái cũ quá thì nó phải xài những cái hàm cũ, nó không xài được những cái hàm mới. Nên là tùy các bạn sẽ chọn thôi. Ví dụ mình sẽ minh họa ha, mình chọn cái Android 9 này. Mình chọn Android 8 này. Này, tầm 50 50. Rồi, đồng ý. Nhấn finish.
nó sẽ chạy. Cái này là cái đầu tiên nên là nó chạy một số cái scan file rồi index lập chỉ mục các cái thư mục đó, để nó tạo ra một cái rosette cho mình. Cái màn hình bên phải này là giới thiệu về cái studio này có gì mới. Rồi load load. Đây là cái code lập trình. Mình đóng cái khung bên phải này lại nè bằng cái dấu thu nhỏ lại nè, ấn. Đây cái cấu trúc của một cái bộ mã nguồn nằm đây. Đây là cái thư mục lưu của mình. Các bạn nhấn chuột phải chọn cái hiện Explorer là cái trình duyệt thư mục á, trình duyệt file á, các bạn sẽ thấy đây một đống mã nguồn của nó đây. Ở phía dưới này là nó báo lỗi lúc nãy nó chạy nó thiếu cái link này. Có vẻ là cái mạng của mình thôi, nó nói là không có cài được cái này từ cái địa chỉ đó. Nhấn thử lại. Nó đang download lại. Cũng khoảng 100 MB thì rồi, cũng nhanh đó. Lần đầu tiên nên là nó sẽ tải về nó cài Ray, cái Ray 6.7 nè. Đây mình có nè. Nên là cái việc lập trình Android này cũng liên quan tới mạng nữa. Ok, mình sẽ chờ xíu. Rồi ok, nó chạy lại rồi nè. Thì ở đây cái màn hình là tip of the day thì mỗi ngày một gợi ý. Cái này là một cái tính năng của cái studio này thôi. Mỗi ngày nó gợi ý cho bạn một số cái tính năng đó. Nếu các bạn quan tâm thì cứ hàng ngày xem thôi. Còn không thì nhấn không hiện nữa. Đóng. Đây cái build ray nó đã chạy lại rồi nè. Các bạn có thể nhấn vào đây để xem chi tiết. Nó download thành công rồi. Giờ nó đang đưa về máy import. Cái thao tác chạy này nó cũng liên can tới cái máy tính của mình nó mạnh hay là nó yếu nữa đó. Nên là khi mà lập trình nó phụ thuộc nhiều về mạng. Bây giờ lập trình liên quan nhiều về mạng nữa, bởi vì nó sẽ tải những cái nền tảng từ ở trên mạng về, những cái thư viện, lập trình tải từ trên mạng về, nó kéo về, nên là mạng cũng phải nhanh. Cũng chờ thôi, thao tác này cũng chờ thôi. Ok, nó chạy xong rồi nè. Successful, thành công. Vậy là cái dự án của mình nó sẽ nằm bên này. Đây là mấy cái mã nguồn, cái code. Nó đây là bên phía giao diện. Đây là những cái thông báo phía dưới. Chọn đóng tắt. Ok, mở lại. Mở lại nhấn vào biểu tượng Android Studio thôi. Nó sẽ mở lại cái dự án gần đây nhất, mới mở lần trước. Và mỗi lần mở thì nó sẽ quét lại toàn bộ cái mã nguồn của mình đó. Cái thao tác này nó sẽ nhanh hơn là cái lần đầu tiên mà phải tải thư viện rồi các thứ. Đó, các bạn thấy nó sẽ nhanh hơn. Rồi, ok, cảm ơn các bạn đã xem cái clip hướng dẫn
cài Android Studio của mình.